cái mà chị em mình rất là tâm đắc, cho nên mình sẽ tập trung vào hai cái máy ha. Thứ nhất là mình sẽ rửa mặt cho thật sạch, mình sẽ để rửa mặt. Dạ, chị em mình sẽ hướng dẫn cách làm sao chăm sóc da tại nhà luôn. Càng ngày càng săn chắc, càng mình càng láng càng tạo ra làn da để cho làn da mình càng ngày càng trẻ. Thì mình sẽ tập trung hai cái máy, một là máy rửa mặt siêu thông minh. Các chị có cái màn ha, rửa mặt siêu thông minh. Ok, hai là cái máy ủi da, mình hay là gọi là hai cái bàn ủi, ủi da. Ủi làm sao cho cái da mình càng ngày càng săn chắc, càng căng, càng bệnh tái tạo được cái sự Philadelphia, South Philadelphia. Mình cũng đến từ South Philadelphia. Ok. Rồi, hôm nay thì mình sẽ làm sao để tập chăm sóc cái da của mình ha. Ok, mình bắt đầu. Trước hết là, dạ, trước hết là mình sẽ dùng cái nát mist đó chị. Đây là một trong những cái mist giữ ẩm cho da rất là tuyệt vời. Và khi mình xịt đó, da chỉ khi giữ ẩm mình cho cái da có độ ẩm. Cái này có thể xịt cả ngày trên da hoặc là tóc, nó giúp cho tóc hoặc là da của mình rất là mềm mại, để cho đều hết cái mặt ha. Nhớ là tất cả cái gì mà mình làm á, mà dưỡng da hoặc là chăm sóc da gì, mình cũng phải cần cái mặt của mình thật là sạch. Mình chắc để dịu hết cái mặt mình ha, để cho mình chạy mái. Hello chị Sương, hello Mai, Mai Thảo. Mấy luôn mình mò bây giờ nổi tiếng quá trời luôn, ở Việt Nam là cháy hàng luôn. Vậy đó, được. Ở Việt Nam được rồi, hết hàng luôn. Ở Việt Nam là rất là cần cái máy này, cái tẩy trang mình bị bỏng nhiều. Cuối tháng năm này mới có lại. Các bạn nào có máy chiếc máy rửa mặt hoặc là hai chiếc máy này hoặc là cái facial spa, các bạn lấy ra làm cùng làm với tụi con nhé. Chị Á Hoa và mấy chị có biết lý do tại sao mà nó cháy hàng không? Tại cái máy này nó nhiều chiếc quá, ai sai cũng có cái quả hết, cho nên vì tồn niềm biết là ai cũng mua hết, chứ thì cháy ra ăn thôi. Ai xài cũng thích. Chưa có ai cầm lên cái máy này hết, ai cũng mê nó hết trơn. Nhiều thật quá mà. Ở mà hơn nữa cái môi trường, ở những cái môi trường bụi bặm mà. Ở Việt Nam thì nó bụi hơn đây nhiều. Ở trong Facebook Live của mấy chị em á, các bạn nào mà có đang sở hữu chiếc máy rửa mặt siêu thông minh này, các bạn bấm giùm con số 1 nha. Các bạn bấm giùm con số 1 coi bao nhiêu anh chị đang sở hữu chiếc máy rửa mặt siêu thông minh này. Không rồi nha, trời ơi. Chỉ có 2 phút thôi. Nếu mà ai chưa sở hữu bấm giùm con số 2, coi bạn nào chưa sở hữu. Ai có bấm số 1 nhé. Thể. Và chưa sở hữu bấm số 2 nhé. Chỉ cần có 2 phút thôi nha chị. 2 phút thôi một ngày, khi mà mình trước khi mình tắm, mình có thể để trong bồn tắm 2 phút một ngày cho mình cũng xong đó, rồi. Sở hữu được một cái làn da rất là mịn màng, săn chắc, bóng, khép lỗ chân lông lại. Và giúp cho cái da của mình
tối hoặc bị nám á, nó sẽ giúp cho cái da mình nhiều lắm. Mình xài thấy ở cái vòng mắt đó nó bị thâm đen á, nó cũng bớt. Không được những cái bẩn, những cái dơ mà chị thấy cũng hơi có thấy bẩn dơ bụi và những cái make up này kia đó sẽ lấy xuống hết. Cái đó thì mình sẽ lau cho thật sạch ha. Nhưng mà nó chỉ khác cái gel thôi phải không chị? Cái gel nó nhỏ ống hơn. Khác cái gel và nó khác cái tên nhé. Mình sẽ bấm số 4. Nó chạy bằng nguồn điện đó chị nhé. Và số 4 là cái nguồn điện âm. Nó sẽ đi vào trong để nó hút những cái gì dơ, những cái gì mà bẩn dưới lòng da của mình. Và nó giúp ủi tất cả các nếp nhăn ha, tái tạo ra làn da để cho làn da mình càng ngày càng mịn hơn, càng sáng hơn, càng săn hơn. Và nó giúp cho cái da của mình nó làm sao? Mịn lắm, rất là mịn luôn, mịn và căng ra mấy chị. Đặc biệt là cái nếp nhăn thấy rõ luôn, nếp nhăn giảm thấy rõ luôn. Em thấy được sự khác biệt của ba chị. Ba chị này trước đây không có thấy đẹp được như vậy đó. Phải không? Kiều vậy. Chị Hoa có thể chia sẻ là chị xài cái máy ủi mặt này bao lâu rồi chị hả? Thành ra có cái máy này á, mua em xài cả đời, mua cái máy này cũng hơn 3 năm rồi, vẫn còn xài. Công ty bảo hành thì bảo hành cho mình cũng chẳng cần gọi gì đến công ty hết trơn à. Xài thì nó rất là tuyệt vời, tại nó ủi như hết mấy cái nếp nhăn của mình nè. Hồi xưa nếp nhăn là bên đôi mắt rất là nhiều, bây giờ không còn nữa. Thì thực tế đi ra ngoài đường gặp ai cũng của hết trơn, ai cũng hỏi ủa sao không thấy nếp nhăn. Dạ rồi cũng thấy nếp nhăn. Thì cũng nhờ cái máy này thôi à. Thật ra cái thời gian ban đầu á, mình không biết á, mình dùng thất thường á, tuần này dùng tuần thì không, nhưng ra mình không thấy có kết quả nhiều á. Nhưng mà thời gian sau thấy có nhiều người dùng có kết quả, mà tại sao mình dùng không có kết quả, thì cái đó mình mới nghĩ là thì đúng ra mình mua về mà mình cất thì làm sao có kết quả được. Cho nên mình tập trung mình làm đều hơn chút. Mình không làm được 3 lần thì mình làm 2 lần. Và không 2 lần cũng 1 lần chứ không để biết xin một cái tuần nào hết á. Thì khi đó mình thấy mình có kết quả rõ hơn. Tại có nhiều người nói thấy không có kết quả nhiều, nhưng mà thực ra mua về làm có 1 lần rồi cất trong cả tháng, chưa làm sao có kết quả. Cho nên cái gì như vậy thì điều làm thì nó cũng sẽ đem lại cái kết quả cao hơn là mình lâu lâu làm lần. Và đặc biệt là anh chị em mà ở Mỹ đó, anh chị em biết là FDA là cái gì đúng không? FDA mà nó nhúng tay vào đó, thì đó là những cái sản phẩm mà phải nói là rất là tốt, chứ không phải là sản phẩm mà phở hay là sản phẩm thường mà FDA có thể nhúng tay vào. Và chiếc máy nâng cơ này đó, nâng cơ giảm nếp nhăn này, ủi mặt này đó, là nó được
FDA clearance, anh chị, có nghĩa là FDA đã nhúng tay vào và chứng nhận là sản phẩm này là sản phẩm tốt. Bạn Mai nói là trước đây mặt của bạn thức khuya rất là nhiều mụn và hôm nay đã giảm được 70% sau một tháng dùng sản phẩm. Wow, chúc mừng bạn Mai nhé. Quá tuyệt vời. Lúc mà Vân đi qua châu Âu, Vân có biết là cái máy này có thể giúp cho mụn nha. Giúp cho mụn tuyệt vời lắm luôn á. Bản thân Vân á là ít có mụn, nhưng mà khi mà những ngày mà phụ nữ đó thì nó sắp á thì bắt đầu nó bị mụn. Khi mà Vân thấy chưa được là nó sắp ra đó, là mình sẽ chạy cái máy này thì nó sẽ không có ra nữa. Nó hay lắm. Nhưng mà được rồi đó, Vân đi bên đó Vân mới thấy được một bạn á là mụn thiệt lên nhiều luôn. Và bạn áp dụng cái máy này với cái bộ mụn á, trong vòng chỉ có 10 ngày là thấy được cái mặt nó khác hẳn luôn. Trong vòng 2 tháng là cái mặt nó rõ ràng, nó clear out luôn đó. Hay lắm. Mình nói wow, lợi hại như vậy mà mụn của bạn á là mụn nồng, nó to đùng luôn á. Bằng cái đầu chân ngang vậy đó, mụn mà mụn kiểu mà mụn bị bọc nước á, mủ bọc nước á. Thì mụn là do đâu? Do bụi bặm, những cái chất bệnh nó bám sâu trong da mình đó, cái mồ hôi mình đó, nó có các cái chất dầu nó làm cho lâu ngày thì nó tạo mụn thôi. Nếu mà thì khi mà mình họ đánh thường xuyên thì làm cái da mặt sạch rồi họ đánh cái này nữa thì nó làm cho nó mặt mình sạch thì không có mụn, mụn giảm thôi. Chị Phấn, chị Mối thì như thế nào? Mình xài theo muối thì muối không có mụn nhiều, nhưng mà xài thấy để ý là nếu mà mình làm điều đặn á là mình thấy khác hẳn rõ rệt lắm, còn mình không có điều đặn thì thấy nó cái mí mắt á, cái đuôi mắt á, nó không có được toại nguyện. Nhưng mà bây giờ thì cái mắt mình không có nhỏ như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì nhìn không thấy mắt đâu. Bây giờ đỡ nhiều lắm rồi. Bọn mình thì giúp cho cả hai quẹt dâu này. Nhưng mà mình thấy cái nám đó, nó cũng giảm nữa đó chị. Dạ, hai cái lần cười giảm bớt không chị? Ừ. Dạ, nó giảm. Hồi xưa nó lâu lắm. Dạ. Anh thấy cái sự khác biệt của đặc biệt là chị Phấn, chị Muối thấy rõ luôn nè. Chị Hoa thì thấy rõ, không bằng, thấy rõ được cái sự khác biệt nhưng mà không có bằng chị Phấn, chị Muối. Ồ, mà màu quá. Em nói xin lỗi nha, ở đó em thấy mắt chị nhớ thú mà chị mắt nó to ra gì nhưng mà không còn nếp nhăn ở dưới nữa. Đã bớt nhiều lắm. Đây thì em thấy mấy chị bị nếp nhăn ở mắt rất là nhiều đúng không? Ok, đó là mình xong khấu rồi anh chị nha. Bây giờ mình sẽ chạy số 3 là cái nguồn điện dương ha. Mình cũng mới vừa xong rồi. Sau đó chạy thêm một lần nữa cái số khác nha, số 3 nha. Dạ, y chang như vậy. Rất là dễ xài. Vừa đẹp vừa có tiền. Da của con hồi đó cũng xấu lắm, chị thức khuya đó, cũng là chồng thức khuya nhất. Kỳ lắm, đêm nào 1-2 giờ sáng thì cho dù đi vừa. Ai mà chồng thức khuya là cái da của mình nó không có được đẹp nhá, rất là dễ bị lão hóa. Bình thường là mình đã bị lão hóa mỗi ngày mỗi giờ rồi, mà các bạn mà thức khuya nè, bị stress nè, ăn uống mà không có đủ, không có nhiều nước trong cơ thể của mình á, là cái da của mình nó rất là dễ chia sụp, dễ lắm luôn á. Thì cái máy này nó có thể giúp hỗ trợ được những cái chứng bệnh mà da nó sắp lão quá, nó giúp cho mình càng ngày càng trẻ hơn, ngăn chặn lại cái lão quá của mình, nó làm chậm đi tiến trình lão quá. Và đặc biệt là cái da mình cái chỗ nào mà nó đang bị lão quá thì nó sẽ giúp cải thiện hơn và tái tạo lại cái làn da của mình nha chị. Hay vậy đó. Và ai mà xài là
bị ghiền, không phải là bị ghiền là tại vì bắt buộc phải xài, nhưng mà tại vì nó đẹp. Không biết có ai ở đây muốn trẻ muốn đẹp là phải làm thôi. Mình rất là nhiều tiền để đi canh da mặt, mình đâu cần canh da mặt đâu. Nghĩa là mình không cần phải đi mổ xẻ nữa. Mình thích là tại vì không cần đau đớn gì hết trơn á, mà vẫn lại giữ được cái sự trẻ trung. Mình thích cái chỗ đó. Bây giờ não giờ mình sợ dao kéo lắm. Dao kéo. Bởi lần mình đi spa như vậy đó, mình sẽ tốn rất là nhiều tiền và tốn thời gian nữa, đúng không? Cái máy này á, là mấy chị vừa ngồi coi TV, vừa làm, relax, vừa làm cũng được. Còn cái máy rửa mặt là nói chung là mình không có mất thời gian gì hết luôn. Thì mình trong lúc mình tắm á, mình có thể làm trong lúc mình tắm. Rất là tiện luôn. Nếu mà cái mặt của mình cảm thấy nó khô, hơi khô da thì mình sẽ xịt chút xíu nước giữ ẩm. Ồ, hôm nay sao không thấy chị Nương ta? Chắc bận công việc. Ở trong Facebook Live, bạn nào thích làm đẹp nè, bạn nào thích làm đẹp, bạn nào thích mình có một cái làn da càng ngày càng trẻ, có thể bấm giùm con số 3 nè. Rồi bao nhiêu người thích làm đẹp giống như Tự Vân ha? Bao nhiêu người thích làm đẹp nè? Có nhiều người thích làm đẹp mà không muốn lên Facebook Live cho nên... Có nhiều người nói, mình thấy Vân khác lắm, mà từ lúc trước cho tới bây giờ mình thấy Vân khác lắm luôn. Thì mình hỏi, ủa sao chị biết em? Nói, mình theo dõi Facebook của Vân thường xuyên lắm. Ủa sao không lên tiếng? Nói, thôi mình không dám không mình. Ủa sao kỳ vậy? Lên tiếng thì em mới biết là chị là ai và chị đang theo dõi em. Chứ bây giờ em đâu có biết chị là ai đâu. Thế là mình cũng dám không mình. Sao mà cũng dám không mình. Bạn nào thích làm đẹp ha, cho mình xin cái số 3 coi bao nhiêu người thích làm đẹp. Mình đang thấy là có nhiều bạn, trên 10 bạn đang xem cái Facebook Live của mình, nhưng mà chỉ có 2 bạn thích làm đẹp thôi là sao ta? Còn mấy bạn khác thì không thích làm đẹp. Cái máy này tổng cộng chỉ có 10 phút, một lần chạy gì 5 phút. Mình nói chuyện đi một cái cũng xong hết. Nhanh. Giờ làm 18. Nhanh lắm, 10 phút thì nhanh. Nếu mà mình có cái chỗ nào cần tập trung á, ví dụ như mắt nè, thì mình sẽ cần tập trung mắt nhiều hơn. Ví dụ mắt có nếp nhăn, có bọc mỡ, vâng, trước đây là bị bọc mỡ rất là dày ha. Rất là dày là nó sệ xuống luôn, thì mình xài cái máy này một thời gian thì nó căng cái mắt lên, căng cái mí mắt lên, nâng được cái cơ mắt nha chị. Em cũng trước đây cũng mắc nhỏ xíu là chị, không phải hai chị không đâu, nhưng mà em chạy viết là nâng được cơ mắt mình á. Rồi xong rồi nó đưa cho mình lên hai mí là nó không hay luôn. Thì nó tối nào muốn mê phim đó thức khuya lắm. Nếu muốn có cái máy này mình không biết cỡ này mình nhâm cỡ nào rồi. Người ta nói 10 giờ, 11 giờ đi ngủ rồi, khi nào 1, 2 giờ sáng chứ. Và tới khuya rồi nó lão hóa nhanh lắm. Cho nên phải siêng làm cái này để cầm cự lại. Ủa, máy mình hết rồi, nhanh chưa? Để bảo cái này chạy lại. Máy mình chạy gì mà mau quá hết rồi. Bên này tập trung nhiều hơn. Mình cho nó cái mắt nó đỡ hơn. Thôi mình hết rồi. Mấy chị lẹ vậy ha. Đặt máy bay á, mới chạy máy bay. Bắt nào sao vậy em? Rồi mình chạy.
đây là cái treo đây. Ok, nó giúp cho săn chắc rồi thì đây là một trong những cái gel nó giúp cho cái da mình săn chắc hơn nữa. À, khi mình để lên nó chỉ cần từ 3 cho đến 5 phút thôi là nó sẽ giúp cho cái làn da mình săn hơn nữa anh chị nhé. Và có nhiều người hỏi cái gel này với cái gel của máy Gavana Spa thì nó khác nhau chỗ nào và có thể xài cho bộ máy kia hay không. Thì cái câu trả lời của Vân á là mình máy nào mình nên xài cái gel đó thì nó better hơn anh chị. Thật ho đều hết ha. Ok, thì bây giờ mình xích cái gel này lên. Mình chai gel vậy mà xài lâu lắm nha. Thì mình có thể massage, chị nhớ massage xích cho nó đều. Ai cũng hỏi tại sao để ngoài bí quyết là đây. Chiên cam xong một chút thì không phải có ai mà không già hết, nhưng mà mình cố gắng mình chăm chỉ một chút thì nó lão quả chậm hơn. Cho mình hỏi cái cô Vân, cái mát này á, ví dụ người ta da mà khô thì khô ấy, có nên xài được không? Được chị. Được hả? Dạ. Thì ừ. Nó chỉ có, nó không có phải là lĩnh vực da khô, nhưng mà nó lĩnh vực là da lão quá. Dạ. Ai cũng có thể xài được hết. Tại vì có cái chị kia, chị nói da chị khô quá. Mừng cho không nghe hả? Ok, sorry. Cái đèn của em mới mua mà sao nó hát vậy? Ok, yeah, mình, anyway. Mình còn vẫn thấy mờ mờ. Hơi mờ đúng không? Giống như có khói gì. Để sao? Mắt bên này mình chưa có đủ to. cũng còn hơi. Chưa có đủ. Giờ mở to lắm rồi, chị muốn. Chưa có đủ. Chưa có đủ nữa, không to nữa hả? Ok, bây giờ mình sẽ rửa mặt cho thật sạch nha. Cái step này là phải thâm sạch trước khi mình đánh serum lên nha. Ok, để mình chạy thay nước một cái nữa. Trong thời gian mình chờ cái treo mình đi thay nước một cái. Nhìn cái mặt nó bóng lưỡng không?
nè đã. Bà Trần này xin có làm bát là 3 lần rồi đây. Mới hôm thứ hai làm với chị chị Linh cho mấy lần nữa. Ok, rồi mấy chị đã hoàn thành chưa? Chừng nào chị? Giống y trên y chang luôn hả chị? Sạch xong bắt đầu bỏ cây này đây 45 độ kéo lên. Mình cũng có đây. Mình mê cái duyên này lắm. Rất là dễ thương. Chứ phụ nữ ai xài quá thì mình xài cho mợ mình thử đó. Mợ mình cũng thích nữa, hỏi nó cái duyên mà giống như giọt nước. Anh ấy xài thấy cái da nó đã lắm. Nó căng lắm đúng không chị? Ừ. Hỏi mình cái đó là gì? Mình nói cho nó săn cái mặt đó mà. Bây giờ mình muốn cái da của mình như thế nào thì nó sẽ ra như thế đó. Muốn giảm nếp nhăn ở chỗ nào thì nó sẽ giảm nếp nhăn chỗ đó. Mấy chị mà đã từng thấy cái da của Vân trước đây rồi thấy sợ không? Ghê gớm, mình còn sợ, mình nhìn nó hồn. Và không ngờ là cái sản phẩm này nó giúp cho tái tạo lại da của mình càng ngày càng trẻ, càng căng hơn. Ok,
phim á. Chưa có xài cái. Bữa nào xài thử nha. Tại vì cái giống mi quý cái này nó giúp cho cái da nó thơm lắm, nó rất là thơm, cái này nó thơm lắm. Và nó giúp cho cái da nó mềm lắm, nó mềm hơn nữa. Vậy cái đó bỏ sau khi cái chu phi dẫn thần hả chị? Dạ, chút xíu lên thì nó làm cho cái da nó mềm hơn rồi. Mềm mà nó mịn hơn nữa. Nó săn, nó tỉnh. Thế là xong cái facial. Và mỗi một tuần mình chỉ cần làm 2 lần thôi ha. 2 lần thôi là cái da của mình là bảo đảm luôn à, không đẹp, không ăn tiền. Và đây là cái sản phẩm mà chị em phụ nữ rất là cần đó chị. Thì mình muốn đẹp đúng không? Mình muốn đẹp, mình muốn làm chậm đi tiến trình lão hóa của da. Và mình muốn trẻ hơn. Thì đây là những cái sản phẩm mà có thể giúp mình. Và trong tuần này, đặc biệt là ngày hôm nay, thì công ty nó có buổi khuyến mãi dành cho cái bộ máy này chị. Nếu mà ai mà có bất cứ câu hỏi gì hoặc là có nhu cầu muốn xài thử thì có thể nhắn cho bốn chị em của Vân hoặc là những ai đó chia sẻ cái video này ra, anh chị có thể nhắn cho họ để họ có thể giúp mấy chị mua với giá đặc biệt của công ty đang có khuyến mãi, đang có promotion. Okay. Rồi không biết mấy chị cảm nhận mấy chị như thế nào, mấy chị có muốn chia sẻ gì nữa không? Mình cảm nhận thấy rất là đã. Tao facial là lúc nào cái da nó cũng so fresh. Như là nó đấy, sáng nữa. Đây, đâu thấy nếp nhăn nữa đó nè. À, cái này là U trên 40 hết rồi, gần U 50 hết rồi nha. Gần U 50. À, ok mấy chị, rồi mấy chị có muốn nói gì nữa không? Mình thì chỉ nói là mình rất là thích cái máy này. Ai chưa có thì làm vừa đấy. Vừa nhanh lẹ mà không có cần tốn thời gian mà được là được cái sự trẻ chung cho mình. Cùng nhau làm đẹp mỗi tối thứ 4, thứ 6. Ai chưa có thì nên sở hữu một cái. Yeah, ai anh chị nào chưa có thì nên sở hữu một cái. Tại mình lên đây với nhau. Vừa tiện nghi ở nhà, khỏi cần đi đâu hết nữa. Không có người okay. Phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chỉ biết chăm sóc da cho mình thôi, đúng không? Và nếu như có những cái sản phẩm mà có thể giúp mình càng ngày càng trẻ đẹp thì why not, đúng không mấy chị? Yes. Đây là một trong những bí quyết mà giữ gìn hạnh phúc. Ok, trở thôi chứ là tiền đó. Ok mấy chị, rồi. Rồi. Vậy thì mình sẽ hẹn gặp lần sau nhé. Chào tạm biệt cả nhà và cảm ơn cả nhà đã theo dõi chương trình Thanh Phúc Live của Tự Vân ngày hôm nay. Good night. Ở Việt Nam thì have a good day. Chúc mừng. Okay. Bye bye.